Mới đây, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh Thông tin đã yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu xây dựng huy động thiết bị, nhân lực và hiện trường sửa chữa sụt lún sạt lở trên tuyến đường tránh tại huyện Ia Hờ Leo. Theo đó, do mưa kéo dài, đường tránh trung tâm thị trấn Ia Drang, huyện Ia Hờ Leo bị hư hỏng sụt lún nghiêm trọng, tạo thành hố sâu gây nguy hiểm cho lưu thông. Vị trí đường sụt lún sạt lở được xác định thuộc gói thầu xây lắp 07 do công ty trách nhiệm hữu hạn Thi Sơn thi công. Nguyên nhân hư hỏng ban đầu được xác định do các đợt mưa lớn kéo dài. Địa hình đồi dốc đã gây sói lở hư hỏng cống ngang đường, khiến cho nước ngấm vào nền đường gây lún, nứt cục bộ. Tiếp đó, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh cử cán bộ có mặt túc trực tại hiện trường để phối hợp với Cục Quản lý Đường Bộ 3 và Văn phòng Khu Quản lý Đường Bộ 3.5, bố trí rào chắn, biển báo đèn tín hiệu cảnh giới các phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến được an toàn. Hiện các bên liên quan yêu cầu nhà thầu huy động thiết bị, nhân lực tiến hành sửa chữa cống ngang bị hư hỏng tại km 6 cộng 600. Các đơn vị liên quan đào bỏ toàn bộ phần nền móng mặt đường để thi công lại nền đường, lớp móng cấp phối đá răm và thảm lại mặt đường bê tông nhựa, theo thiết kế đã được phê duyệt. Như lao động thông tin, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Ia Hờ Leo tỉnh Đắk Lắc xác nhận một số đoạn trên tuyến đường tránh Ia Hờ Leo đã bị sạt lở hoặc có dấu hiệu sạt lở, nứt mặt đường. Qua khảo sát các điểm sạt lở xảy ra tại km 06 600m và km 07 300 tại tuyến tránh huyện Ia Hờ Leo.